Hello, xin chào mọi người, lại là Mỡ Mỡ đây. Tâm sự với mọi người xíu. Hôm qua là ngày sinh nhật của bố mình. Nhân dịp này mình quyết định làm một chiếc bánh sinh nhật tặng bố. Vì bố thường không thích ăn bánh quá ngọt và béo nên mình quyết định sẽ làm một chiếc bánh sinh nhật kiểu healthy. Mình nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn có thể áp dụng được công thức này đấy. Bước đầu tiên cho phần đĩa bánh thì mình sẽ dầm nhuyễn một quả chuối để tạo độ ngọt tự nhiên. Tiếp theo là 50g yến mạch và 30g bột cacao không đường. Để đĩa bánh được ngọt và thơm hơn, mình sẽ cho thêm cả mật ong. Trộn đều tất cả các nguyên liệu lên để phần đĩa bánh kết dính lại với nhau. Đến khi được một hỗn hợp rồi thì chúng mình sẽ cho ra một cái khuôn nhé. Nhớ là phải để một lớp giấy nén ở dưới để đề bánh không bị dính. Dùng thìa để ấn thật chặt phần đề bánh xuống, lau qua xíu cho bớt nhem nhuốc nè. Đem đi nướng ở 180 độ trong vòng 15 phút. Tiếp theo chúng mình sẽ đi ngâm 10g gelatin với lại 40ml nước. Tiếp tục với phần kem của bánh mousse thì chúng mình sẽ cần một thanh tàu hũ non. Mọi người nhớ món tàu hũ pudding của mình không? Tiếp theo thì là 2 hộp sữa chua và 50ml sữa tươi không đường, thêm 1 tablespoon vanilla và 60g đường ăn kiêng. Cắt thêm một vài quả dâu và cho vào máy xay cùng. Cái này về sau sẽ tạo được màu sắc xinh lắm nè. Bây giờ thì xay nhuyễn ra nhá. Mọi người thấy cái màu hồng đẹp không nè? Trên một cái chảo mà chúng mình sẽ đổ phần hỗn hợp đã xay vừa rồi vào, cho thêm cả phần gelatin đã ngâm nhá. Bật bếp vào lửa nhỏ và đảo đều tay, chờ nguội nguội xíu rồi chúng mình sẽ đổ lại vào khuôn bánh vừa rồi nha. Để vô ngăn mát tủ lạnh tầm 1 tiếng. Sau khi bánh đã đông lại thì chúng mình sẽ cắt những lát dâu và trang trí lên phần bề mặt bánh. Tính mình thích mọi thứ thật là cầu kỳ nên mình sẽ xay thêm một lớp gelatin trong với dâu tây. Chúng mình sẽ ray phần dâu tây vừa rồi qua một cái ray nhá, để lọc lấy phần nước thôi. Cho thêm 10g gelatin đã ngâm vào, thêm chút đường ăn kiêng để ngọt hơn nè. Vẫn ở lửa nhỏ chúng mình sẽ đảo đảo qua một xíu rồi đổ lại lên cái lớp bánh vừa rồi thôi. Trời ơi, hậu đậu quá chua hết dâu tây rồi nên là mình sẽ phải làm thêm một lớp dâu tây mới. Đúng là hậu đậu thật mà. Lại cho thêm vào tủ lạnh trong tầm 30 phút nữa. Khi bỏ ra thì dùng một cái khăn ấm để quay xung quanh mặt nhôm. Như vậy khi lấy bánh ra sẽ dễ hơn rất nhiều nè. Ten ten, và đây là thành quả của chúng mình. Đương nhiên là không thể nào đẹp và xịn sò như những chiếc bánh ở ngoài quán được, nhưng trông cũng không tệ đúng không? Ba lớp bánh được thể hiện rất là rõ rệt qua ba màu khác nhau, khi ăn rất là mềm, thơm mà không hề bị ngán. Bố mình hay xem TikTok của mình lắm nên mình nghĩ là bố sẽ xem được video này. Mọi người có thể chúc bố tôi sinh nhật vui vẻ được không? Mong là bố sẽ thích món quà này từ tôi.